Thưa quý vị, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng được Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 1.630 tấn gạo để hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 22 tháng 8, hơn 40 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã hành quân về Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, chi nhánh Hòa Vang để làm nhiệm vụ đóng gói gạo đưa về các địa phương. Mới 6 giờ sáng, không khí ở các kho gạo đã nhộn nhịp khẩn trương. Quân số ít, khối lượng công việc nhiều. Cứ trung bình một ngày đóng gói 100 tấn gạo vào mỗi bao 15 kg, các chiến sĩ đã vượt qua nắng nóng khắc nghiệt, làm hết sức mình đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm không để các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn phải thiếu gạo ăn trong thời điểm toàn thành phố đang thực hiện ai ở đâu thì ở đó. Sau khi có quyết định của thành phố thì là đơn vị đã phối hợp với Sở Lao động và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố bố trí lực lượng sang bao để kịp thời giao cho nhân dân. Thì tuy là lực lượng bộ đội làm nó chưa quen thì tiến độ cũng một ngày hai đầu có chậm chí, và sau này anh em đã quen việc thì đã đẩy nhanh được tốc độ và đơn vị đã bố trí giao đều cho các quận huyện trong 7 quận huyện trong toàn thành phố đúng theo tiến độ đơn vị đã cung cấp. Trước khi làm thì trước giờ cũng chưa làm cái nhiệm vụ như thế này nên rất là khó, mình chưa biết làm như thế nào hết, nhưng mà sau thời gian thì cũng đã quen dần và cũng cố gắng tích cực làm cho nó nhanh và hiệu quả để gạo được đến tay bà con người dân thành phố Đà Nẵng. Để có gạo kịp thời đến với hơn 20.000 hộ dân khó khăn trên địa bàn thành phố, các chuyến xe liên tục vận chuyển từ 11 đến 12 tấn. Cán bộ chiến sĩ chia thành từng nhóm từ 6 giờ sáng đến 19 giờ hàng ngày để phân chia, đóng bao, dán bì, chuyển gạo lên xe. Lần đầu tiên làm quen với nhiệm vụ này nên tất cả đều bỡ ngỡ. Nhưng bằng trách nhiệm và tình cảm với nhân dân, các chiến sĩ đã ngày đêm làm việc bằng hai, tất cả đều vì nhân dân phục vụ. Độ công việc trong thời gian rất ngắn, nhưng khối lượng công việc rất là nhiều. Nhưng đối với đội ngũ cán bộ chiến sĩ cũng xác định đây là một nhiệm vụ hết sức là vinh dự. Do vậy là cán bộ chiến sĩ để đồng lòng. Những đồng chí cán bộ chiến sĩ cơ bản là được tiêm vaccine mũi 1. Cán bộ chiến sĩ đều đồng lòng, tự giác với tinh thần quyết tâm cao nhất để đem lại hiệu suất cao nhất, khắc phục những khó khăn như thời tiết nắng nóng, những công việc có thể chưa quen, nhưng đến hiện nay tiến độ đang có thể nói là anh em làm việc hết sức nhiệt tình và đem lại hiệu quả rất cao. Chúng tôi sẽ thông báo đến tổ trưởng tổ dân phố và trên cơ sở danh sách các tổ dân phố đã khảo sát và lập có xác nhận của chi bộ, ban công tác mặt trận khu dân cư thì tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm lên ký nhận theo từng tổ dân phố và sau đó cùng với lực lượng tình nguyện của địa phương là những cán bộ đoàn viên thanh niên sẽ chuyển về đến tổ dân phố và đến từng hộ để trao cho hộ dân. Xác định đây là nhiệm vụ tự hào của bộ đội Cụ Hồ với nhân dân trong đại dịch, chỉ qua 3 ngày triển khai thực hiện, gần một nửa số gạo trong 1.630 tấn gạo phân bổ của Đà Nẵng đã được cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đóng bao theo các chuyến xe mang đến từng xã phường, chia sẻ yêu thương đến với các gia đình khó khăn, giúp họ thêm vững tâm, đồng lòng cùng chính quyền và nhân dân thành phố chiến thắng dịch bệnh.